Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình ha. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một bộ phim mà mình đánh giá rất là cao, một bộ phim kinh dị. Mình thường á thì mình sẽ không khen một bộ phim tới nổi như vậy đâu. Nên là nếu mà mình khen á thì mình nghĩ bộ phim đó cũng rất là đáng để mình đem ra kể cho mọi người chứ, phải không? Bộ phim kể về một cô gái có tính cách lầm lì, ít nói nhưng mà học rất là giỏi. Cuộc đời cô á là chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch. Khi mà chưa tốt nghiệp thì cô phát hiện mình đã mang thai. Trong quá trình nạo phá thai cho cô ấy thì đã xảy ra sự cố khiến cô mất mạng. Cô ở một mình thôi. Nên là cái việc cô gặp chuyện ấy thì phải rất là lâu sau hàng xóm mới biết được. Mà oán khí của cô rất là nặng, khiến cô không thể siêu thoát, nặng tới mức á cái xác của cô á không ai có thể di chuyển và khinh ra khỏi căn phòng. Thế là hàng đêm cứ cứ hiện hồn về và ám những người trong khu chung cư cũ đó. Mình xin phép á đặt tên nhân vật để mà dễ kể chuyện ha mọi người ha. Mở đầu phim là một cảnh tự sự của một chàng trai tên là Minh. Trên đời này có biết bao nhiêu ngàn cuốn sách, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời gian để mà đọc hết chúng. Mới mở đầu phim á mà nói về sách là làm mình cảm thấy thích rồi đó. Nếu bạn muốn so sánh sách với phụ nữ thì bạn có biết trên thế gian này có bao nhiêu phụ nữ chưa từng mở lòng với đàn ông? Mình nói tiếp, tôi đã theo đuổi người con gái này hơn một tháng trời. Chỉ vì cô ấy là người đầu tiên dám khước từ tôi, một người con trai vừa đẹp trai vừa giàu có. Nghe tới đây là cảm thấy có phần tự luyến rồi mọi người ha. Nhưng mà cuộc đời này đôi khi cũng phải có những cái giây phút tự khen bản thân thì mình mới có lòng tin chứ không? Cho mình nói thêm một xíu về cảnh phim ha. Cái cảnh mở đầu á được quay ở thư viện, một chàng trai đứng nép sau bức tường và quan sát người con gái. Làm cùng với những cái lời tự sự đó của Minh á, khiến mình cảm thấy như Minh là một chàng trai khá là chung tình. Người con gái mà Minh theo đuổi á tên là Thư. Cô học rất là giỏi nhưng mà tính cách lầm lì, ít nói. Cô là nữ sinh của một trong những cái trường giỏi nhất đất nước luôn. Và Minh thì chưa từng thấy Thư cười cũng như là có một người bạn nào cả. Anh cho rằng á việc theo đuổi Thư á nó như là một cái cuộc hành trình đầy thú vị luôn. Nhắc đến đây á là mình hơi ngửi thấy mùi chap boy rồi đó. Thì nếu mà mọi người muốn biết thêm về dấu hiệu của chap boy, chap girl thì mọi người có thể click vào đường link mình để phía bên trên ha. 2 phút quảng cáo. Rồi anh cứ đi theo cô lên những chuyến xe bus cô đi, rồi thậm chí là còn về tới khu chung cư cũ của cô nữa. Hai người bắt gặp nhau và đi chung với nhau trong một chuyến thang máy. Minh ngỏ lời hỏi Thư, hôm nay là lễ tình nhân, cậu không có hẹn à? Thư thì vốn tính cách lầm lì, ít nói nên cô không trả lời Minh mà trực tiếp đi ra khỏi thang máy. Trong suốt ngần ấy thời gian mà Minh theo đuổi Thư ấy thì cô cũng chưa từng mở một lời nào với Minh cả. Khi Thư về tới trước cửa phòng của mình á thì thấy dưới đất có một chậu cây kèm theo một lá thư. À, thì ra lá thư đó là của Minh. Minh thì hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Thư ha. Minh biết là vào mỗi sáng chủ nhật lúc 8 giờ cô có thói quen là đi dạo công viên. Anh suy nghĩ á, nếu mà lần này á anh mở lời mà Thư vẫn không đối hoài gì tới anh nữa thì anh sẽ chính thức bỏ cuộc, sẽ không theo đuổi cô nữa. Nhưng mà trời không phụ lòng người, cuối cùng á thì Thư cũng không ngăn nổi sự tò mò của mình đối với Minh mà lên tiếng hỏi anh, sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Minh chỉ dường như chờ có như vậy mà trả lời, anh thích em. Chap boy chứ còn gì nữa. Thế là họ trò chuyện với nhau trong xe. Thì ra là Thư đã luôn biết Minh đi theo sau mình, nhưng cô làm ngơ. Thậm chí là cô còn biết cả những cái thông tin cá nhân của Minh, như là anh học ngành nghệ thuật truyền thông, nhóm máu bơi, là con ông cháu cha của một trong những gia đình giàu nhất Thái Lan lúc bấy giờ. Và cô cũng biết là anh đã có bạn gái rồi. Thế nhưng tại sao anh lại theo đuổi cô chứ? Cô hỏi Minh. Minh trả lời, hiện tại anh chỉ có mỗi mình em thôi. Thư khi mà nhận được câu trả lời đó thì im lặng, không nói gì và bước xuống xe. Khi mà bước xuống xe rồi á thì cô quay lại hỏi Minh,
là rảnh không? Có muốn đi biển chung với cô không? Đúng là con gái. Khi mà đã biết người ta có bạn gái rồi ha, cũng nhận được một cái câu trả lời không rõ ràng như vậy á, thì cũng cũng ngửi thấy mùi chát boy mà quay đầu đi, đúng không mọi người? Lý trí sẽ là như vậy ha. Mình á thì mình cho rằng á là Thư đã vốn thích Minh sẵn từ những ngày đầu rồi. Con gái sẽ không thể nào mà cứ để yên cho một người mà mình không thích cứ theo đuổi mình, cũng như là còn nắm rõ hết những cái thông tin cá nhân của người đó nữa. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người con gái đó đã có tình cảm từ trước chứ còn gì nữa, đúng không? Minh và Thư đi du lịch cùng với nhau, trai đơn gái chiếc chung một phòng, thì những chuyện ngoài sau thì mình không có cần phải miêu tả quá kỹ mà người cũng hiểu rồi ha. Trong một lần tâm sự, Thư nói với mình rằng cô thích anh vì anh không ra vẻ, anh không tỏ ra mình là thiếu gia khi mà theo đuổi cô, và vì anh chân thành. Nhưng Thư đã sai. Thực chất Minh là chap boy, chỉ vì một cục cá cược với bạn của anh ấy mà anh ấy sẵn sàng đùa giỡn tình cảm với một người con gái, thậm chí còn quay clip lại cái quá trình ở trong khách sạn để làm bằng chứng. Sau hôm đó thì Minh thay số điện thoại, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Thư luôn. Thư thì dường như cũng ý thức được là chuyện mình đã bị bỏ rơi. 2 tháng sau, Minh được ba mẹ ngỏ ý cho đi du học. Còn Thư thì vẫn trở về chuỗi ngày lầm lì lì trước đây. Chỉ khác một điều là hiện giờ, cô đã phát hiện mình mang thai. Sau khi phát hiện mình mang thai, thì khúc này lại xuất hiện một nhân tố khiến mình rất là ngỡ ngàng. Đó là sự xuất hiện của người ba dượng. Mà là mình hiểu thêm vì sao tính cách của cô này này lại trở nên lầm lì ít nói. Người cha dượng đó chờ Thư ở trước cổng trường để mà chở cô về và ngỏ ý rất là nhớ thương cô. Ngỏ ý ở đây rất là bất bình thường nha mọi người. Và khi mà về tới khu chung cư cũ của mình rồi ấy, ông giở trò đòi bại với chính người con gái nuôi của ông. Ông chui vào váy của người con gái nuôi ấy và giở trò biến thái. Thì ra là Thư vốn đã bị người cha dượng như vậy lạm dụng từ nhỏ như giọt nước tràn ly. Thế là cô vừa năn nỉ người cha dượng dừng lại, vừa cầm một cây viết cái ba dượng ấy tặng đâm tới tấp vào đầu ông. Người ba dượng á thì sau đó nằm gục xuống sàn không rõ sống chết, chỉ biết là Thư đã chạy ra khỏi căn phòng đó. Sau đó thì Thư muốn tự vẫn, kết thúc cuộc đời mình. Trong giây phút quyết định đó, cô nhận được cuộc gọi của Minh. Minh hẹn cô lên sân thượng, cầu xin sự tha thứ của Thư và ngỏ ý muốn làm bạn với Thư. Thư thì quyết định tha thứ cho anh. Cô cũng nói với Minh rằng mình đã có thai. Khi nghe được điều đó thì Minh rất là sốc, cố trấn an và thuyết phục cô đi phá thai và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn dành cho hai đứa. Theo mình tìm hiểu trên mạng á, thì dù thai 2 tháng tuổi á, là chưa có hình hài rõ rệt, nhưng mà phôi thai đã phát triển, tim thai đã được hình thành dù còn yếu. Mang thai tới giai đoạn này ấy, thì việc loại bỏ thai bằng thuốc á, là điều không thể rồi. Phải có sự can thiệp của các phương pháp ngoại khoa, cụ thể là những cái dụng cụ y tế trực tiếp đưa vào tử cung để mà đưa thai nhi ra ngoài. Sau khi phá thai thì Thư rất là yếu, yếu tới độ là phải có Minh Diều đỡ cô về căn chung cư cũ của mình. Nhưng mà sau hôm đó thì Minh cũng đi du học theo ý của ba luôn, bỏ mặc Thư một mình sống chết không rõ tại cái khu chung cư cũ đó. Khoảng 1 tháng sau ấy, bà chủ cho thuê căn nhà của Thư đang ở, bà Thủy, người có tính cách chu ngoa đanh đá, do thấy là cả tháng rồi mà Thư chưa xuống đóng tiền nhà, bà quyết định vác cái xác lên để mà đòi tiền nhà của Thư. Bà Thủy đứng chống nạnh trước cửa phòng 609 của Thư, còn mạnh miệng là đòi tống Thư ra khỏi nhà nếu mà đóng tiền nhà trễ hẹn nữa. Dù có chìa khóa phòng á, thì bà vẫn không thể nào vào được do căn phòng của Thư á, có khóa trong, cái loại khóa của những căn phòng khách sạn ấy mọi người. Bà chỉ có thể đưa mắt vào nhìn căn phòng. Bỗng từ trong căn phòng tối á, bốc ra một cái mùi hôi rất là khó chịu. Nghĩ là có chuyện không lành rồi, bà Thư bèn kêu đệ tử của mình kiếm một cái cưa để mà phá cái khóa. Bước vào căn phòng của Thư á, thì âm u tới rợn người luôn nha mọi người. Đa phần diện tích của căn phòng á, là để chứa sách. Đúng là không hổ danh sinh viên thuộc những cái trường top đầu đất nước mà.
bỗng có tiếng hét kinh hồn bạt mạng của người đệ tử phát ra từ phía nhà vệ sinh. Tất cả mọi người chứng kiến, kể cả bà Thủy, đều phải rợn người khi mà nhìn thấy ở trong căn nhà vệ sinh đó, cái xác của Thư gục đầu, sàn thì lê lết máu. Cái cảnh tượng nó ám ảnh suốt một kiếp người luôn. Thế là công an vào cuộc, phong tỏa hiện trường và đưa ra cái kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thư là do não phá thai dẫn đến xuất huyết, từ đó tử vong. Đội thu xác thì cũng đã quấn cái xác của Thư một cách cẩn thận bằng một cái tấm vải dày màu trắng, chuẩn bị mang đi. Thì khúc này, tự nhiên cái xác nó nhúc nhích và bật chạy, khiến cho đội thu xác chỉ biết hốt hoảng và cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Và thú thật trong sự nghiệp thu xác của họ, đây là lần đầu tiên họ thấy một cái hiện tượng kỳ dị tới như vậy. Rõ ràng trong lớp vải đó chỉ là cái xác thôi, tại sao lại có thể bật chạy cơ chứ? Lúc này từ phía bên ngoài là cái cánh cửa 609 đột ngột đóng sầm lại, dù không có gió nha. Lực lượng công an phía bên ngoài thì cũng ngơ ngác luôn. Công an mà, họ là những người phải làm việc dựa trên bằng chứng chứ. Thế là họ quyết định là phải xông lên phá cửa. Họ đạp cửa một đạp là một người trong lực lượng cảnh sát sẽ nằm gục xuống mà ôm bụng đầy đau đớn. Thế là công an chỉ đành bó tay và rút lui rồi. Bà chủ nhà dưới sự từ chối của công an thì chỉ biết nhờ đến sự giúp đỡ của thầy Pháp thôi. Nhưng mà nguồn thu nhập chính của bà không chỉ đến từ những cái khách thuê trọ mà còn đến từ hình thức kinh doanh bằng mê tín dị đoan nữa. Cụ thể là đợi thầy Pháp ao làng. Bà Thủy thì không muốn mời thầy Pháp Real nha, vì những cái hàng xóm xung quanh mà nhìn thấy điều đó sẽ đánh giá và không còn đặt lòng tin nơi hình thức kinh doanh của bà nữa. Nên bà chỉ đành ra một cái hạ sách, đó là sai, đợi thầy Pháp pha ke của mình đi trừ tà. Mà theo mình đánh giá, cái đội này chẳng những không có thực chiến được nha, mà phần nhìn còn không có nữa, nhìn vào là biết pha ke rồi ấy. Đợi thầy Pháp pha ke, dẫn đầu là một cái ông bận đồ Tô Ngộ Không, múa tới múa lui. Khi mà đứng trước cửa phòng 609 thì ổng dặn cửa thì mở được nha. Mọi người đang hân hoan vì tưởng là đợi thầy Pháp đó thật sự có năng lực. Khi mà ông Tô Ngộ Không ổng vào phòng 609 rồi thì lúc này ổng thấy cái xác được phủ một cái tấm vải trắng ở trên giường. Ổng thấy hơi rén rồi đó. Ổng mới ra hiệu cho hai người kia vào làm lễ chung với ổng. Hai người kia thì chưa kịp vào, cánh cửa phòng 609 đột nhiên đóng sầm một cái nữa. Tức là lúc này trong cái gian phòng 609 đó chỉ còn ông Tô Ngộ Không đối diện trực tiếp với cái xác thôi. Cái cây gậy mà ông Tô Ngộ Không dùng để múa múa lúc đầu thì do hồi nãy cái cánh cửa phòng 609 đập sầm một cái, ổng giật mình, ổng làm rớt cái cây gậy xuống đất. Nhưng mà ngay tại cái thời khắc này thì cái cây gậy đó nó được đặt kế bên cái xác. Khi ổng chuẩn bị lấy cái cây gậy ổng đột nhiên thấy cái xác bật dậy một lần nữa. Nhưng mà thật ra đây là do ổng hoa mắt thôi. Hôm nay là ổng vừa lẩm bẩm vừa tiến cái tay lại gần cái xác để mà lấy cái cây gậy. Thì lần này thật nha mọi người, lần này có một cái tay thối rữa chộp lấy tay ông. Mọi người ở bên ngoài là chỉ kịp nghe một tiếng la thất thanh. Một giây sau, ông Tô Ngộ Không chạy ra, mình ổng dính máu. Thế là kéo theo đó là đội trừ tà pha ke cũng giải tán luôn. Mọi người khi mà quan sát được cảnh đó thì chỉ biết chui rút trong nhà. Bà Thủy thì cũng đành chạy mất dép luôn. Tới đây là hết phần 1 của bộ phim hôm nay mình kể ha. Có một cái kỷ niệm vui mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là tại nơi làm việc của mình là mình làm thiên về điện tử, nên là sàn làm việc của tụi mình nhiều nhất chính là TV. Giờ nghỉ trưa thì mình nhân cơ hội đó mình mở cái phim kinh dị đó cho anh chị trong sàn cùng xem. Nội tâm đơn thuần của mình chỉ là muốn chia sẻ một bộ phim kinh dị hay với anh chị ha. Mà ngặt nổi cái phim đó nó lại có cảnh sập sình đấy mọi người. Nên là
Nguyên sàn mình ngộ nghĩnh lắm nha. Mở phim kinh vậy á thì không ai chú ý tới những cái cảnh đó, thì nguyên một sàn chú ý và quay qua đánh giá mình á là mình mở cái phim gì á. Nói chung là mình từ hôm đó đến nay là mình bị đánh giá là mở phim, ai không biết nói như thế nào nữa. Anh chỉ còn phán một cái câu xanh rờn nữa, mới đi ăn nằm với nhau có một hôm mà đã dính bầu, chắc tao là tao đẻ 80 đứa rồi á. Xin lỗi nếu mà mình chia sẻ hơi bậy ha, nhưng mà rõ ràng là anh chị nói như vậy. Tới đây á là hết phần 1 của bộ phim hôm nay mình kể ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc video này của mình ha. Hy vọng á là cùng chờ vào video sau ha. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.